Thời gian qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm tình hình, thông tin về các doanh nghiệp trên địa bàn, từ đó giả soát, phân loại, xác định tiêu chí ưu tiên trong vận động thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ công đoàn làm việc với chủ doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định. Bên cạnh đó, công đoàn các khu công nghiệp tập trung thực hiện và phát triển chương trình phúc lợi đoàn viên. Sự chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động để thu hút người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Tích cực tuyên truyền vận động người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp về sự cần thiết phải thành lập công đoàn cơ sở và trách nhiệm trong việc tạo điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2024, công đoàn các khu công nghiệp đã thành lập mới được 35 công đoàn cơ sở với trên 730 đoàn viên. Tính đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc có 266 công đoàn cơ sở trực thuộc với 97.449 đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp.